Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. 15 tháng 5 này là đúng đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tròn 11 tuổi, và chúng tôi sẽ bước qua năm thứ 12. Nhưng mà ngày đó chúng tôi sẽ không có cái tổ chức buổi tiếp tân, mà chúng tôi sẽ tổ chức vào Chủ nhật kế tiếp, tức là ngày 22 tháng 5 tại San Jose, để mà cảm ơn quý khán thính giả đặc biệt ở về miền Bắc California, là cái nơi mà chúng tôi đã công khai giới thiệu đài với quý khán thính giả lần đầu tiên sau khi được phát sóng mấy ngày. Thì chúng tôi sẽ có buổi tiếp tân trên đó, và từ nay tới ngày đó thì là đài chúng tôi rất là mong muốn được quý vị theo dõi, nghe đài và tiếp tục giúp đỡ, bởi vì đây là cái công tác đấu tranh hết sức là quan trọng cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại, không kể Hoa Kỳ mà hầu như khắp nơi trên thế giới. Những người Việt cần có cái tiếng nói đấu tranh, và vì vậy đài Đáp Lời Sông Núi đã được sự quý mến nâng đỡ của quý vị trong 11 năm qua, và xin quý vị tiếp tục nâng đỡ. Buổi phát thanh, buổi tiếp tân ấy chúng tôi tổ chức tại San Jose, và đã có những cái thông báo chi tiết ở vùng trên đó. Đặc biệt quý vị ở miền Bắc California xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết cái thời gian Việt Nam, và sẽ 11 giờ sáng ở tại San Jose, và ban tổ chức cũng như cá nhân chúng tôi sẽ lên đó để chào đón và cảm ơn quý khán thính giả, quý thính giả đặc biệt là ở vùng Bắc Cali và những nơi khác. Chúng tôi cố gắng làm chương trình này để mà phát, cũng như là hy vọng là sẽ có trực tiếp truyền hình qua livestream hoặc qua những phương tiện khác để quý vị biết hoạt động 11 năm qua của đài như thế nào. Dạ thưa anh Trung Miên, đó là cái thông báo đầu tiên trong cái sinh hoạt cộng đồng anh ạ. Vâng, thưa anh, như vậy tức là chúng ta có một tuần lễ này là tuần lễ rất quan trọng với đài Đáp Lời Sông Núi là ở trên San Jose, và trên San Jose có một số những sinh hoạt trong cuối tuần này ở bên anh em nhân quyền và đấu tranh nhân quyền cũng có một buổi sinh hoạt, phải không anh? Vâng, thưa anh, đây là cái thông báo số 2 mà chúng tôi cũng xin nhắc quý vị, là vì chúng ta đang đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ, bởi vấn đề nhân quyền hết sức là hệ trọng đối với cuộc tranh đấu cho dân chủ, bởi vì không có nhân quyền thì cũng chẳng có dân chủ. Vì vậy mà cái cuộc đấu tranh này đã rất lâu, nhưng mà cái kết quả thu lượm được ở Việt Nam cũng rất là giới hạn, và càng ngày Cộng sản càng vi phạm nhân quyền một cách hết sức là nghiêm trọng. Vì thế mà mạng lưới nhân quyền cũng như các tổ chức liên quan tới vấn đề tranh đấu nhân quyền sẽ tổ chức một cái đại nhạc hội ở San Jose vào đúng ngày 15 tháng 5 này, tức là tuần tới đấy. Chủ nhật tuần tới sẽ có hai cái sinh hoạt, trong đó buổi sáng sẽ có một cái buổi hội thảo về nhân quyền, mạng lưới nhân quyền, về hoạt động của mạng lưới nhân quyền trong 25 năm qua. Và cái buổi hội thảo ấy cũng sẽ giúp những quý vị chưa hiểu rõ và cái hoạt động nhân quyền như thế nào, và cái phương thức đấu tranh và tương lai đấu tranh sẽ như thế nào. Thì cái buổi hội thảo là buổi sáng, và sau buổi hội thảo thì từ 12 giờ rưỡi trưa sẽ bắt đầu chương trình đại nhạc hội, và cũng gần đó thôi. Thì như là tuần trước chúng tôi đã loan báo và tuần này sẽ tiếp tục loan báo cái đại nhạc hội đó, mục đích là gây quỹ cho cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền, gọi là đại nhạc hội hát cho nhân quyền Việt Nam. Có rất nhiều những ca sĩ chuyên nghiệp và những thành phần văn nghệ hạng A đó sẽ tham dự, và chắc là hấp dẫn bởi chương trình rất là quy mô. Vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Duy Điện. Vào ngày 12, như anh Đỗ Duy Điện và chúng tôi cũng đã nói trước với quý vị, là đã sắp xếp để cho anh Huỳnh Lương Thiện lên trên đài ngày thứ năm tuần này để nói về chi tiết của cái buổi sinh hoạt đặc biệt đó. Anh Huỳnh Lương Thiện, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như anh em ở bên phong trào Hương Ca sẽ lên trên đài VNTV để quảng bá cho cái chương trình đó vào ngày thứ năm. Nhưng bây giờ thì thưa anh Đỗ Duy Điện, là cái nóng nhất trong tuần này là cuộc biểu tình chống đối Phạm Minh Chính
tay Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam tại Mỹ. Theo tin tức mới nhận được của anh thì như thế nào thưa anh? Vâng, thưa quý vị, là chúng ta cũng biết Hoa Kỳ sẽ chủ trì một cái gọi là họp thượng đỉnh giữa Mỹ và khối ASEAN, tức là 10 nước trong vùng Á Châu Đông Nam Á đó. Thì cái phái đoàn của Việt Nam chính thức là sẽ do Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm đầu, và ông ta sẽ có mặt tại, chắc là tại Mỹ. Hôm nay là mùng 9 thì ngày mai hay ngày 1 thôi thì ông ta sẽ tới, và chắc chắn là ngày 1 ông ta sẽ tới. Và phái đoàn này sẽ tham dự nhiều sinh hoạt, từ cái việc sinh hoạt với những cái tổ chức của Đảng Cộng sản và những thành phần ủng hộ họ, còn tham dự chính là cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cũng như là các cái hoạt động về những cái công việc mà đi xin thuốc, rồi thì các cái nhà đầu tư vân vân nhiều lắm. Thì cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và các tổ chức ở quanh vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức một cái buổi, cái cuộc biểu tình ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản vì những cái vi phạm nhân quyền và vì cái Đảng Cộng sản đã làm cho đất nước của chúng ta trở nên nghèo đói, chậm tiến và kéo đất nước vào một cái tình trạng lệ thuộc Trung Cộng. Thì cái buổi biểu tình đó, tôi xin nhắc lại để quý vị lưu ý, là quý vị nào có ý định đi tham dự, và chúng tôi rất là kêu gọi quý vị nào có điều kiện này nên đi tham dự, thì cái buổi biểu tình đó sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 13 tháng 5 từ 1 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều tại cái Freedom Plaza, tức là ở cái địa chỉ là 1301 đường Pennsylvania Northwest Washington DC, tức là góc đường Pennsylvania và đường 14 đó. Quý vị nào ở vùng Hoa Thịnh Đốn hay là đến vùng Hoa Thịnh Đốn thì sẽ có xe bus chở từ cái khu vực và cái trung tâm thương mại Việt Nam đó, Eden đó, sẽ chở tới, và lúc 12 giờ đến 12 giờ rưỡi xe bus sẽ chở quý vị tới từ cái trung tâm thương mại Eden tới chỗ biểu tình, và sau đó thì 4 giờ chiều 4 giờ rưỡi sẽ chở quý vị trở lại. Thành ra đây là một cái việc mà chúng ta cần phải bày tỏ cái sự phản kháng của người Việt chúng ta đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những cái thái độ chính trị cũng như là cái đường lối chính trị của Cộng sản Việt Nam đã làm cho đất nước của chúng ta nghèo đói và nghiêng hẳn về phía độc tài Cộng sản theo chân của Tàu Cộng và Nga Xô, thay vì là theo cái đường hướng tự do để đất nước được phát triển. Thì đó là cái cuộc biểu tình mà chúng ta cần phải chứng tỏ cái sự phản kháng của mình cho mọi người, cho người dân trên thế giới và Hoa Kỳ biết cái lập trường của mấy triệu người Việt ở hải ngoại này, thưa anh Dương Miên. Vâng, thưa, đó là cái thông báo chính thức mà anh Đỗ Nhị Điền đã gửi đến cho quý vị, đó là của cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì chúng ta có hai cuộc biểu tình khác mà chúng tôi cũng nhân cái dịp này để nói, để cho quý vị khỏi có bị ở trong đầu là nghĩ có một cuộc biểu tình thôi. Chúng ta có tất cả là ba cuộc biểu tình cho tới ngày hôm nay. Cuộc biểu tình thứ nhất là của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, như anh Đỗ Nhị Điền nói đó, là chúng ta tập trung ở Freedom Plaza Eden Center rồi chở ra đó, rồi biểu tình ở đó. Trong khi đó ông bác sĩ Đặng Vũ Chấn đó, thì thuộc cái đảng Việt Tân, thì ông loan báo chính thức là ông xin được biểu tình ở Lafayette, cái công viên ở trước tòa Paddock. Thì cái này đó thì lần trước là bên cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ xin được không được, mà không biết làm sao ông bác sĩ Chấn này cũng ở cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ nhưng mà ông làm với danh nghĩa là đảng Việt Tân. Thì ông lại có hai cái sinh hoạt trong ngày hôm đó. Ông nói rất có thể là ông có một cuộc họp báo với một số dân biểu ở trong quốc hội, bên ngoài thì biểu tình ở ngay đó. Đó là thông báo trên YouTube, quý vị vô để thấy. Cái bác sĩ này tên là Đặng Vũ Chấn. Và một cái ở California thì như thế này, thưa quý vị, ngày 17, tức là ngày thứ ba tuần tới đó, là Phạm Minh Chính nói dốc là tới Cali
giống như là bây giờ là Cali là người ở trong nước ra dùng cái chữ trong ngoặc kép là nó chiếm rồi, tức là lấn rồi, đông hơn người Việt ở năm 75 ở đây. Cho nên Phạm Minh Chính tới xuất hiện ở trên San Francisco. Và khi đó thì ở dưới này thì có Liên Ủy ban chống cộng sản và tay trai từ Orange County đã liên lạc phối hợp với các tổ chức ở trên Bắc California ở Sacramento để cùng phối hợp biểu tình ngày 17 Tây tháng 5, tức là ngày thứ ba ở San Francisco. Nếu quý vị muốn tham dự từ Orange County, bây giờ đã có một số người là 17 tới 20 người ghi danh rồi. Nếu như nhiều hơn thì chúng ta sẽ đi bằng xe buýt. Bác sĩ Võ Đình Hữu đã bay thẳng máy bay lên ngày 17 tháng 5 ở San Francisco cùng phối hợp với anh Vũ Long Sơn Hải, anh Hứa Trung Lập là trưởng ban để hướng dẫn đi kỳ này. Thì quý vị liên lạc với đền thờ Đức Thánh Trần, ghi danh tại đền thờ Đức Thánh Trần ở 9078 Bosa, góc Bosa và Magnolia. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại sinh hoạt của đài Đáp Lời Sông Núi. Mời anh Đỗ Như Điện giới thiệu về sinh hoạt 29 năm đấu tranh của ban tù ca Xuân Điềm. Vâng, như quý vị biết, ở Orange County thì chúng cũng không lại gì ban tù ca Xuân Điềm ra đời để mà dùng âm nhạc cũng như văn nghệ để mà đấu tranh, truyền tải những cái đường hướng đấu tranh theo cái truyền thống của chúng ta. Và đến nay đã được 29 năm thì để đánh dấu cái biến cố, cái thời gian rất là kiên trì của anh chị em trong ban tù ca Xuân Điềm thì sẽ có một cái bữa tiệc và văn nghệ vào ngày 14 tháng 8 tới đây, thời gian còn để cho quý vị tham dự. Thì đây là một cái sinh hoạt chúng ta rất nên trân trọng và hỗ trợ cho ban tù ca Xuân Điềm với những cái đóng góp không ngơi nghỉ trong suốt 29 năm qua, một cái thời gian rất là dài. Nhiều anh chị em cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn kiên trì, và tôi mong rằng cái tinh thần ấy sẽ được những giới trẻ hơn kế thừa những cái tinh thần đấu tranh của cha anh như vậy. Mình đã mong là quý vị để dự hưởng ứng những cái gọi của nhạc sĩ Xuân Điềm và những thành viên của ban tù ca Xuân Điềm. Năm nào chúng tôi cũng ban tù ca Xuân Điềm với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi cũng đã với nhau trong rất nhiều công tác cũng như mạng lưới nhân quyền, đã ai của Oren này cũng biết. Và đây là một cái sinh hoạt rất đáng cho chúng ta hỗ trợ lên du miền. Vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Duy Điển. Bây giờ chúng ta qua đến một cái phần cuối cùng là thông báo về vấn đề của phong trào giáo dân và diễn đàn giáo dân về quỹ cứu trợ Ukraine. Thưa anh, có thông báo mới nhất như thế nào? Dạ vâng, thưa anh, đây là cái thông báo để cho quý vị đã đóng góp và cũng như theo dõi cái công tác của phong trào giáo dân và diễn đàn giáo dân. Chúng tôi khởi sự từ ngày 10 tháng 3 cho tới ngày hôm nay đúng 2 tháng thì chúng tôi đã thu được cái số tiền là 77.614 Mỹ Kim. Và số tiền này chúng tôi đã gửi đi 77.417 Mỹ Kim, và chúng tôi đã gửi đi tổng cộng là 71.000. Hiện tại trong quỹ chúng tôi còn 6.417 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, mặc dầu cái nhu cầu ở bên Ukraine thì vô cùng lớn và còn rất là nhiều, nhưng cái khả năng của chúng ta cũng giới hạn. Vì vậy mà cái công tác này chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, và cho tới ngày đó thì tất cả số tiền còn bao nhiêu thu được cho tới ngày đó chúng tôi sẽ gửi hết đi. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị rằng là tất cả những quý vị đã đóng góp cho quỹ này, chúng tôi đều gửi thư cảm ơn và thông báo. Nếu quý vị nào chưa nhận được thì xin thông báo để cho chúng tôi xem xét là sự thiếu sót nếu có. Đồng thời chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng cái số tiền này, dòng chú thế ở Ukraine đã dùng để mua thực phẩm, mua thuốc men và mua được một cái xe để mà chở những nạn nhân bị cần phải đi bệnh viện mà cái xe cũ đã không còn chở được nữa, thì đã dùng cái số tiền này để mua một cái xe để các cha các thầy chở những bệnh nhân tới bệnh viện và kể cả những người bị thương vì chiến tranh. Thì đây là một cái công tác rất là cụ thể
như là muối bỏ bể thôi, bởi vì cái nhu cầu nó rất lớn, và chúng tôi sẽ chấm dứt cái công tác này vào 31 tháng 5. Vậy thì quý vị nào có ý định giúp đỡ cho công tác cứu trợ này thì xin tiếp tục chuyển về cho phong trào giáo dân như là những cái thông tin mà chúng tôi có. Còn quý vị nào muốn hỏi thêm chi tiết thì liên lạc trực tiếp với cá nhân chúng tôi là Đỗ Duy Điện, điện thoại là 858-337-7049, để chúng tôi sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc của quý vị. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là ngay từ đầu đó là tất cả những chi phí điều hành là đều do anh em bỏ tiền túi ra hết, và chúng tôi gửi đi 100%, không giữ lại. Quý vị gửi cho cái quỹ cứu trợ này, thưa anh Trung Biên, thưa quý khán thính giả. Vâng, tôi có một đề nghị nhỏ nhỏ, nếu không làm được thì thôi, tại vì cái chuyện này là cái chuyện mà dòng Chúa Cứu Thế, nếu như anh có nói cho Khải mà yêu cầu mấy cha dòng Chúa Cứu Thế Ukraine khi mua cái xe đó rồi đó, chụp cái hình gửi lên rồi anh post lên để cho bà con mà gửi tiền đó, à mình cũng có một cái sự hiện diện đóng góp ở Ukraine, để cho cái này giống như là một cái giống như một vâng, lời cầu nguyện đóng góp đó. Dạ, chúng tôi đang thu thập những cái công tác ở bên đó, hình ảnh cũng như là những cái sinh hoạt ở bên đó, để có thể là làm một cái video, một cái video clip để cho quý vị thấy rằng những cái công tác ở bên đó như thế nào. Bởi vì bây giờ trong giai đoạn chiến tranh nó cực kỳ là nguy hiểm, thành ra cái chuyện nó cũng không dễ dàng để mà những phóng viên hay là những cái thông tin mà lấy được ngay tại mặt trận. Bởi vì các cha bây giờ là xông xáo vào những cái vùng lửa đạn chứ không phải là cái chỗ yên lành gì, và toàn là làm việc ở những cái vùng rất là cực kỳ là nguy hiểm. Do đó chúng ta hiểu được cái chiến tranh nó khốc liệt hơn nhiều so với cái cuộc chiến ở Việt Nam trước đây, bởi vì bom đạn bây giờ nó tinh lắm và nó rất là chính xác. Do đó mà cái sự di chuyển của các cha các thầy cũng như là sự cứu trợ vô cùng nguy hiểm. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi cũng sẽ làm để mà có cái tường trình rất là chi tiết quý vị sau khi đã kết thúc cái quỹ cứu trợ này. Dạ thưa anh. Vâng, cộng đồng của chúng ta nhỏ mà chúng ta quyên được 70 mấy ngàn, như vậy là cũng khá nhiều rồi. Và chúng ta nhớ là còn chỉ có 21 ngày nữa thôi. Quý vị nào có ý định là đóng góp với phong trào giáo dân cũng như là anh chị em mạng lưới nhân quyền, anh em ở bên Hoa Kỳ để làm chuyện này, thì quý vị liên lạc với anh Đỗ Nhi Điện. Như quý vị biết là cái số phone anh là 858 mấy anh? 337-7049. Vâng, thưa cảm ơn quý vị. Bây giờ mình đã hết giờ rồi. Mời anh chào khán giả của đài. Vâng, cảm ơn quý anh Dung Miên và quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại trong một chương trình khác. Xin chào. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.